Hà Chí Quang suýt mất trí nhớ vì thiếu máu não. Với việc Hà Chí Quang sắp phải thuyết trình với khách hàng trong dự án vô cùng quan trọng, nhân vật Hà Chí Quang suýt mất trí nhớ vì thiếu máu não. Với việc nhân vật Hà Chí Quang sắp phải thuyết trình với khách hàng trong dự án quan trọng, nhưng vì tính quên trước quên sau khiến đầu óc anh bỗng dưng trống rỗng khi cuộc họp đang cận kề. Lúc này nhân vật Hồ Bích Trâm suy đoán rằng đàn anh của mình bị thiếu máu não, tiềm ẩn những nguy hiểm cho sức khỏe cùng suy nghĩ với cô, Hà Chí Quang cho biết bản thân cũng định đi khám bác sĩ cho rõ thực hư, nhưng lại không có thời gian. Ngay lúc này nhân vật Thu Trang với vai trò là trưởng nhóm dự án cũng xuất hiện. Vừa thấy Thu Trang, Hà Chí Quang tỏ rõ sự lo lắng trên gương mặt mình vì vị nữ trưởng nhóm này đặt khá nhiều hy vọng vào sự thể hiện của anh sắp tới. Chị Trang ơi, tí nữa em có thuyết trình mà quên cái gì? Chị ngồi bên cạnh hỗ trợ em với nhà. Hà Chí Quang nhờ vả, không từ chối Thu Trang tự tin, yêu cầu anh cứ yên tâm vì mình đã nhớ hết tất cả những thông tin mà anh thuyết trình. Thấy bà chị tốt bụng, Hà Chí Quang đành thừa nhận mình đang bị bệnh gì chưa rõ nguyên nhân nhưng lại khiến trí nhớ sụt giảm đáng kể. Đoán đầu được Hà Chí Quang sẽ nói những điều này, Thu Trang không giải thích nhiều mà khuyên anh tìm bác sĩ để được tư vấn. Giải đáp thắc mắc nhân vật trong tình huống, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, giảng viên cao cấp, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ biểu hiện tình trạng thiếu máu não thường là đau đầu mãn tính chóng mặt khó ngủ hay quên đi đứng không vững ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống nguyên nhân có thể do bị bẩm sinh bởi những mạch máu bị dị dạng dẫn đến máu lưu thông kém thường gặp nhất là bị sơ vỡ động mạch do rối loạn chuyển hóa lipid mà hiện nay gặp ở giới trẻ ngày càng nhiều vì thế chúng ta phải phòng ngừa từ khi còn trẻ đón xem bác sĩ ơi tại sao phát sóng vào lúc 16h30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7